Lời chứng của Dona Ritney Phòng của sự vô vọng trong địa ngục và phòng của phép lạ trên thiên đàng Nghe giọng nói của Chúa Sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài đang đi trên con đường đến Em Mau và các môn đồ đang đi bộ với Ngài và họ mời Ngài đến dùng bữa tối. Trong lúc bẻ bánh, họ đã nhận ra Ngài. Và sau khi Chúa Giêsu biến mất, họ nói, chẳng phải lòng chúng tôi đang bừng cháy khi ngài nói chuyện với chúng tôi trên đường sao? Và tôi biết Chúa Thánh Linh đang ban cho tôi một chiếc chìa khóa, đây là cách bạn sẽ nhận ra tiếng nói của ta. Trái tim bạn sẽ bùng cháy trong bạn. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của ta. Vì vậy, tôi bắt đầu thấy rằng bất cứ khi nào tôi đọc kinh thánh những câu có thể nhảy ra và chạm vào trái tim tôi là Chúa Giêsu đang nói chuyện trực tiếp với tôi qua lời nói. Nếu tôi đang đi lễ ở nhà thờ, thưa mục sư, những lời ông ấy nói chạm đến trái tim tôi như là Chúa Giêsu đang nói với tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu thỏa mãn với cơn đói đó. Tôi muốn lời cá nhân đó từ Chúa mỗi ngày. Tôi sẽ không để thời gian cầu nguyện của mình một mình với Ngài cho đến khi tôi nghe Ngài nói chuyện riêng với tôi mỗi ngày. Nếu đó là hai hoặc 3 giờ, tôi sẽ ở đó cho đến khi tôi nghe ngài nói với tôi. Phòng của sự thất vọng Tôi bắt đầu có những chuyến thăm đến địa ngục và thiên đường. Đây là một nơi trong địa ngục mà những người bị hành hạ bởi những con quỷ trong tâm trí của họ được gửi đến. Những con quỷ này đã hành hạ những người này trên trái đất, khiến họ, thậm chí một số người, tự tử, và thay vì tìm đến Chúa Giêsu để được giúp đỡ, họ đã không làm vậy. Họ chối bỏ Chúa Giêsu, nổi giận với Chúa Giêsu và kẻ thù có thể đưa họ đến đó. Những người này đang bị tra tấn hàng ngày. Trong khi tôi định đến nơi này, đi bộ xuống đường hầm này với Chúa Giêsu, tôi có thể nghe thấy tiếng động cạch cạch rất lớn này và nó giống như ai đó đang cầm một chiếc búa tạ đập vào dây xích. Bang, 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 liên tục như thế. Và vì vậy tôi đã tự hỏi, tiếng ồn này là gì? vì vậy cuối cùng chúng tôi đến căn phòng này và tôi thấy chiếc đồng hồ lớn này treo trên nóc phòng và chiếc đồng hồ này đại diện cho mọi người rằng họ sẽ ở đó mãi mãi và những con quỷ sẽ ca hát với chiếc đồng hồ mỗi khi đồng hồ kêu vang họ sẽ hô vang mãi 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 bạn sẽ ở đây bạn sẽ mãi mãi không được yêu thương không được yêu thương được yêu thương được yêu thương mãi mãi không bao giờ không bao giờ, bạn sẽ cảm thấy được yêu thương. Không bao giờ, bạn sẽ không bao giờ rời đi nơi đây. Những điều như vậy lặp đi lặp lại và liên tục. Khi một con quỷ mệt mỏi với việc nói điều đó, một con quỷ khác sẽ cất tiếng hót. Liên tục những người này bị tra tấn như vậy. Vì vậy, Chúa Giêsu và tôi đứng đó và xem điều này và Chúa Giêsu nói chuyện với tôi về điều đó, giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra. Rồi ngài lùi lại khỏi căn phòng này và khi ngài lùi lại, những người trong đó nhận ra rằng Chúa Giêsu. Ở đó bởi vì không có ánh sáng trong địa ngục. Tất cả chỉ là bóng tối. Ánh sáng duy nhất đã tắt của Chúa Giêsu. Và vì vậy, khi họ nhận ra rằng có ánh sáng này đang bị thu hút khỏi họ, họ biết Chúa Giêsu đang ở đó và họ bắt đầu la hét với ngài, kêu gào ngài giúp họ. Chúa nói, tôi không thể giúp gì cho bạn bây giờ. Tôi đang đứng bên cạnh Chúa giê và Ngài ôm lấy tôi vòng tay của Ngài, tôi ở gần, và tôi có thể cảm nhận được trái tim tan nát của Ngài dành cho những người này. Trái tim của Ngài đã tan nát và Ngài đã có rất nhiều đau đớn trong trái tim của Ngài. Ngài nói, con gái, ta rất đau đớn hơn khi nhìn những người này phải chịu đựng như thế này một cách bất cần. Ngài nói, nếu họ vừa chấp nhận ta, nếu họ từ bỏ những tội lỗi này và quay lại với ta thì điều này đã không phải là điều xảy ra trong đời họ họ sẽ không bao giờ đến đây chúa giê xu nói ta chết vì họ để họ sẽ sống mãi mãi trong vương quốc của ta có rất nhiều nơi khác nhau trong địa ngục địa ngục không chỉ là một cái hố đang cháy địa ngục cũng giống như trái đất có những thành phố khác nhau những nơi khác nhau địa ngục đã có tất cả những nơi khác nhau trong đó và như chúng ta sẽ đi hết nơi này đến nơi khác, ngài sẽ nói chuyện với ta và ngài luôn cảnh báo ta, bất cứ điều gì ta đang nhìn, ngài sẽ nói với ta, hãy nhìn những gì bạn đang thấy qua ta. Đừng nhìn nếu bạn nhìn thẳng vào cái xấu đó, nó sẽ làm bạn kinh khủng. Bạn sẽ không thể chịu đựng được. Bạn phải nhìn vào những gì bạn đang thấy qua ta. Vì vậy, tôi sẽ nhìn vào Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu, tôi sẽ thấy những gì đang xảy ra trong địa ngục và ngài đã dạy ta, ngài phán, nếu các ngươi làm điều này trên đất, nếu các ngươi để mắt đến ta và tập trung vào ta, thì khi điều ác cố gắng chống lại các ngươi, ta sẽ bảo vệ các ngươi, ta sẽ canh giữ các ngươi, ta sẽ cảnh báo bạn. Bạn sẽ không vấp ngã và không sa ngã, bạn sẽ không rơi vào bẫy của kẻ thù. Hãy luôn chăm chú vào ta. Tê sai 26, ba người nào để trí mình nương dựa nơi ngài thì ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy ngài. Phòng của sự hành hạ. Hà. Điều đó thực sự đồ họa và kinh khủng để xem. Bất cứ khi nào Chúa đưa tôi xuống địa ngục, đó chỉ là một cảnh tượng khủng khiếp để xem. Ngài nói, đó là điều cần thiết. Tôi biết bạn không muốn đến đây, nhưng bạn cần phải nhìn thấy điều này bởi vì tôi muốn người dân của tôi biết tất cả về địa ngục, rằng đó là một thực tế rằng có một nơi như ta muốn các ngươi hiểu rõ những thủ đoạn của kẻ thù để làm tổn thương dân ta để các ngươi có thể nói cho các con ta biết. Vì vậy, các con của ta sẽ được cảnh báo. Chúa đưa tôi đến căn phòng đầy rẫy những dụng cụ tra tấn này. Có những cái nẹp để đeo quanh đầu mọi người và thắt chặt chúng lại. Có gai để lái xuống gai người. Có đủ loại cưa và quất, đủ thứ khác nhau như thế, treo khắp phòng và sau đó tôi thấy một con quỷ bước vào nhiều con quỷ đi vào lấy một số thứ này và lao ra khỏi phòng và rồi ngay lập tức giống như bạn búng tay tôi đã từ căn phòng đó xuống một con phố trong thành phố tôi đã nhìn ra một đường phố ở hoa kỳ và tôi thấy những con quỷ này đang cưỡi trên vai người ta tôi nhìn thấy họ lái những chiếc gai đâm xuống lưng và mọi người vẻ mặt của họ họ rất đau đớn và chúa phán cùng ta, điều bạn đang thấy, bạn đang thấy bằng con mắt thuộc linh của bạn, bạn không thể thấy điều này bằng con mắt tự nhiên của bạn nhưng tôi đang cho bạn thấy điều này bằng con mắt thuộc linh của bạn. Điều này là sự thật. Và sau đó tôi thấy một số người có nẹp quanh đầu, và những con quỷ đang siết chặt họ lặp đi lặp lại, và khuôn mặt của mọi người nhăn nhó vì đau đớn. Họ đang đau đầu khủng khiếp. Và những con quỷ đã cười đây chỉ là cảm giác hồi hộp lớn nhất họ càng gây ra nhiều đau đớn hơn sau đó tôi thấy những sợi dây xích rơi ra khỏi người và một số người có những quả bóng treo trên sợi xích họ đang đi bộ dọc theo quả bóng và sợi dây xích và rồi tôi nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ và những đứa trẻ nhỏ đang đi bên cạnh cha mẹ của chúng hầu hết bọn trẻ không có bất kỳ sợi dây xích nào trên người chúng được tự do nhưng một số trẻ em những sợi dây xích buông xuống khỏi cha mẹ và gánh lên vai những đứa trẻ một vài đứa trẻ có những sợi xích nhỏ hơn và những quả bóng nhỏ và chúng đang đi bộ dọc theo và những gì chúa nói với tôi là những gì đang xảy ra là cha mẹ đang nguyền rủa con cái của họ bằng lời nói cha mẹ nói con là mọi người trong gia đình chúng ta đều bị ung thư con cũng sẽ bị ung thư hoặc bạn không bao giờ lắng nghe bạn không bao giờ cư xử, bạn sẽ không bao giờ trở thành bất cứ thứ gì. Những điều này sau đó đã thoát ra khỏi các bậc cha mẹ và bắt đầu những đứa trẻ và những đứa trẻ đang bị mắc xích. Và Chúa đã nói với tôi, ngài phán, điều khiến con cái ta rơi vào vòng nô lệ là tội lỗi và lời nói của họ. Tội lỗi là cái bẫy của kẻ thù và lời nói của chúng là phương tiện mà kẻ thù dùng để tấn công con cái ta. Nếu cha mẹ hiểu rằng họ có rất nhiều quyền năng siêu nhiên trong việc ban phước cho con cái của họ, thì con cái của họ sẽ nhận được những phước lành ở trên trời, mà Đức Chúa Trời cất giữ trên trời, và Chúa muốn họ chúc phước cho con cái họ để chúng được rơi xuống đất và con cái của họ sẽ có những phước lành đó. Phòng của những phép lạ trong thiên đàng Đó là một hội trường khổng lồ, dài hàng dặm, và nó là vàng, sàn vàng với đèn chùm tuyệt đẹp, toàn bộ trần nhà đều có treo những viên kim cương. Và ở dưới sảnh này, có những ô cửa, tất cả các ô cửa. Và vì vậy Chúa đã đưa tôi đến đó và tôi nói, tôi có thể vào và xem có gì trong các ô cửa không? Và Ngài nói, chắc chắn, bạn có thể vào. Vì vậy, tôi đi vào ô cửa đầu tiên, ô cửa đầu tiên bên trái là một căn phòng đầy những bộ phận cơ thể. Có chân, có tay, có mắt, có tai có tất cả những thứ mà con cái đức chúa trời ở đây trên trái đất sẽ cần ngài đã chuẩn bị sẵn chúng trong phòng này vào thời kỳ phục hưng vĩ đại sắp diễn ra ngài sẽ dọn sạch căn phòng đó và nó sẽ được kéo xuống trái đất ngài đã cho tôi thấy rằng chúng ta không cần phải chờ đợi sự hồi sinh nếu chúng ta cầu nguyện nếu chúng ta sống trong mối tương giao mật thiết với ngài nếu chúng ta từ bỏ đường lối gian ác của mình ngừng phạm tội sống thánh khiết chúng ta có thể cầu xin ngài những điều đó không chỉ cho chính mình cho người khác nữa và ngài nói nếu chúng ta làm điều đó chúng ta sẽ giữ cho các thiên sứ của ngài bận rộn ngày đêm mang những kho báu hiện đang có trong hành lang phép lại đến trái đất phòng của những lưới đánh cá bằng vàng đây là hành lang của những điều kỳ diệu trong căn phòng mà chúa đưa tôi vào có những lưới cá bằng vàng rất đẹp ở khắp phòng và ngài nói Tôi chuẩn bị thả những lưới cá này xuống đất và chúng sẽ được gửi đến những người tôi thấy trung thành. Ngài kiểm tra con cái của ngài và ngài xem ai là người trung thành với ngài. Ai siêng năng, ai chịu trách nhiệm, ai sẽ làm điều đúng đắn khi không ai thèm nhìn. Đó là những người trung thành trong số ít, ngài sẽ gửi những lưới cá này đến và chúng sẽ được sử dụng để mang lại vụ mùa cuối năm. Ngài nói, bạn sẽ không vẽ những thứ vật chất với những lưới cá này bạn sẽ đưa linh hồn vào vương quốc của ta phòng chứa đầy gió của thánh linh tôi bước vào căn phòng này và tràn ngập chúa thánh linh sự hiện diện của chúa thánh linh nhưng đó là một cơn gió thổi và nó đang thổi ấm áp và đó là tình yêu của chúa chỉ thổi qua căn phòng này thổi mạnh mẽ qua và ngài nói tôi đã sẵn sàng để thả cơn gió này xuống trái đất cũng cơn gió đã thổi vào lễ ngủ tuần sẽ đến với trái đất và đó là những gì trong căn phòng này điều quan trọng nhất đối với chúng ta là dành thời gian trong mối tương giao mật thiết với chúa đó là điều quan trọng nhất đó là những gì ngài đang tìm kiếm ngài nói với tôi trong sự phục hưng vào thời kỳ cuối cùng này ngài sẽ chỉ sử dụng những người dành thời gian cho ngài những người biết ngài sẽ hy sinh thời gian trong cuộc sống của họ để tìm hiểu ngài nói chuyện với ngài lắng nghe ngài và làm những gì ngài nói với họ Nghe lời ngài và không vâng theo lời ấy. Điều đó sẽ không đưa chúng ta đến bất cứ đâu. Chúng ta phải nghe lời của ngài, chúng ta phải tuân theo lời đó. Chúng ta phải sống những cuộc sống thánh dành riêng cho ngài. Nhưng sống tương giao mật thiết với ngài. Những gì ngài đã làm với tôi với sự thân mật, ngài muốn làm với tất cả mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện rằng mỗi người trong chúng con, lạy Chúa hãy đặt những điều mà chúng con đặt trước ngài trong cuộc sống của chúng con rằng chúng con thực sự yêu ngài bằng tất cả trái tim tất cả tâm trí tất cả sức lực của chúng con rằng sẽ không có gì và không có ai có thể ngăn cách chúng con khỏi ngài lạy chúa rằng chúng con sẽ sống cuộc sống của mình theo cách mà chúng con sẽ liên tục nở nụ cười trên khuôn mặt của chúa rằng Chúa sẽ luôn nhìn thấy chúng tôi và thấy như một đứa trẻ yêu Ngài và Ngài sẽ liên tục chờ đợi để đáp ứng mọi yêu cầu mà con của Ngài cầu xin. Con cầu xin Ngài ban cho mỗi người một ân sủng để biết Ngài như thế này, theo Ngài, sống cho Ngài, yêu Ngài và gần gũi Ngài đến mức họ luôn cảm thấy sự hiện diện của Ngài trên họ. Con cầu xin điều này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mọi thứ đều được tiếp cận bằng đức tin. Nếu bạn nghe lời Chúa và ngài không thiên vị ai hết, bạn có thể nói, đó là của tôi. Nguồn sức rốt. ttps manadivin com 2022 07 30